Đó, thì giới thiệu mấy cái này thì những cái năm nào? À, năm 2012 có báo của Vietnamnet có đăng ảnh lên, rồi có giới thiệu về ảnh. Ảnh tham dự hội xe ở ngoài Hà Nội. Xe độ của người thợ máy cầm điếc Gia Lai. Đó, đây các bạn đọc này, đấy, anh này là anh bị cầm đấy. À, đây cầm ra người được giải ba. Anh đi sâu được giải ba nha mọi người. Đó, rồi thành lập Đà Nẵng rồi gì nè. Xe sắp bài cổ Gia Lai này. Ôi ô. Anh cũng đi giao lưu các tỉnh. Đi được lưu điện bao nhiêu năm này. Con Tum này, Tân Phú này, Bình Định này, Sóc Trăng này nha mọi người. Có cái lưu niệm của Sóc Trăng này mọi người. Đây lưu niệm Sóc Trăng này, Bình Thuận này, Kiên Giang, ôi dạ, mấy tỉnh miền Tây này, Phan Thiết này. Rồi cái đây là lưu niệm của Gia Lai này, hội Sóc Bài Việt Nam này các bạn đó. Thì con đây. Nó hội Sóc Bài Việt Nam đó mọi người. Thế còn cái con bên này là xe gì ấy chị? 68 em. 68 hả chị? Con đó Rin Nguyên con. Rin Nguyên con ấy. Con này chị sao hình thức là để chơi hay là bán? Con đó bán em. Con này nếu mà chị bán thì bao nhiêu tiền chị? 80 triệu. 80 triệu à? Chào quý cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh Xế Cỏ Trường Vlog. Thì đầu tiên cho Xế Cỏ Trường Vlog gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến tất cả quý cô chú và anh chị. Thì sau cái chuyến mà đi Hà Nội với Sài Gòn quay clip của mình thì hôm nay mình về đến vùng Tây Nguyên. Đây là một cái vùng đất rất chi màu mỡ về những cái dòng xe 67 nha mọi người, 67, 68 như mọi người đã nhìn thấy. Đây rất chi là nhiều xe. Và hôm nay thì mình có gặp anh Khôi, nhưng mà anh ấy nói không được thì chị vợ của anh nói đây là anh Khôi là một trong những người bị cầm đấy, nhưng mà anh ấy sửa xe rất chị hay. Anh ấy nói ra là không có được mọi người, cái nói của anh được, nhưng mà có vợ của anh ấy thì nói được. Thì đầu tiên thì chị cho em phỏng vấn thì cái xe này chị tên gì, chị ở đâu? Chị tên Mai, chị ở 76 Cù Chính Lan. 76 Cù Lan, thành phố Vườn Cù, Gia Lai phải không chị? Đúng rồi. Anh nói được, nhưng mà anh ấy chơi xe lâu chưa chị? Anh chơi xe, anh làm xe nay là thành là 35 năm rồi em. 35 năm, em thấy là ở trên có nhiều bài báo mà người ta viết về bảo là anh ấy bị câm rồi không có nói được đúng không chị? Nhưng mà có cái nghề đúng không chị? Đúng rồi, do anh bị bệnh nhỏ, anh bị sốt. Nên thế thành ra nói không được. Thế bây giờ trong mấy dàn xe này là của mình hết, có mỗi con xe này 200 này của em thôi đi. Đúng rồi. Em hôm nay cũng đi ngang ở đây cũng được anh chị tạo điều kiện cho review. Thì trước tiên là review hết cái dàn xe này cho anh em xem từng cái con một, xong rồi sau đó là con xe nào ví dụ như là mình vừa chơi xong mình vừa kinh doanh đúng không chị? Đúng rồi. Thì con xe nào ví dụ mà chị có hình thức kinh doanh thì chị cứ nói trên kênh của em. Em là quảng cáo, là tức là em chỉ đi đến những chỗ nào anh em review xe vui, còn không có hình thức mà phải là bỏ tiền ra quảng cáo này nào kia. Cái rồi. Đó em không thích. Rồi đây, chị giới thiệu sơ cho em vài con xe đi hả? Rồi. Chị đây rất chị em hiểu xe cho mọi người. Thì đây. Đây là xe gì đấy chị? Đây là xe 67. Xe 67 hả chị? Con này em thấy nó khá còn nguyên bản đấy nhỉ? Khá còn nguyên bản. Con đây là không có bán, con đây là để anh chơi. Con xe này anh ấy sưu tầm được lâu chưa chị? Anh sưu tầm cỡ 10 năm rồi. 10 năm rồi hả chị? Tức là cái dàn máy móc đồ này nó còn lửa. 67 con xài vít lửa. 67 xài vít lửa. Con này 67 xài vít lửa. SS50 đây nha mọi người. Nên đây là SS50 này. SS50 này, cái dàn máy này nói chung cũng khá đẹp. Dàn cái con này, cái dàn đồng này cũng bị làm sơ qua, nhưng mà được cái má xi này với cả cái chi nữa mà đẹp nè mọi người. Đó. Thì anh chủ ấy cũng kinh doanh như một trong những con xe mà để chơi tâm huyết nha mọi người. Thế còn cái con bên này là xe gì ấy chị? 68 em. 68 hả chị? Con đó Rin Nguyên con. Rin Nguyên con ấy. Con này chị sao hình thức là để chơi hay là bán? Con đó bán em. Con này nếu mà chị bán thì bao nhiêu tiền chị? 80 triệu. 80 triệu à? Em quay cận cảnh với cái xe này đó, đúng rồi. Cho anh em xem. Xong tí nữa là em sẽ có cái clip mà là giới thiệu từng cái con xe một cho mọi người xem nha mọi người. Rồi, ok. Còn cái con xe xanh này thì sao chị? Con xe xanh đó là con xe xanh 67. Xe 67 hả chị? 68 hả? 68. 68 hả? Con này sưu tầm lâu chưa chị? Con này sưu tầm
một cây 31. À. 31. 31. Ờ, 31. Ờ, một cây 31. Màu xanh Ảnh Sơn là theo của màu xanh 71. À, à đấy, các bạn thấy chưa? Tức là anh ấy đó được mỗi lần mà mình có đợt mình đang làm một con xe cho anh chị á là liên hệ qua chị hết à. Tất cả liên hệ qua chị hết. Còn con đây là con đây là CD. Mới làm 2 năm. Dạ, mới làm 2 năm hả chị? Con đây là 70 triệu. Vâng, thế còn con đây là con CD Roadmaster 200 của mình nha mọi người. Con này thì mình cũng review rồi, đang trong thời gian hoàn thiện hồ sơ. Không biết là chủ đang nửa muốn bán nửa không. Anh chủ đang bảo mình tìm con xe khác để cho anh ấy chơi này mọi người. Đấy, còn con bên này, em cứ quay cận cận tí rồi em ạ. Con đây là con 66. 66 hả chị? Con này thì sao chị? Con đây 66 là hàng đây là hàng hiếm, cho nên là con đây là Gia Lai mình là hiếm, có 1-2 chiếc thôi chứ không có nhiều đâu. Con đây là 80 triệu. À, con này 80 triệu hả chị? Hiếm nhỉ, nhưng mà anh ở trong mấy cái hội xe chơi là anh nhiều người biết đến anh lắm phải không chị? Đúng rồi. Nhiều người biết đến anh, em thấy là nhiều cái trang báo biết về anh mà, thấy hay mà. Còn cái con đấy, em cứ quay gần gần lại xem cái... Con đây là Bentley 50. Bentley 50 hả chị? Con đây là 60 triệu. À, con này 60 triệu. Nghe đây quay. Con đây cũng riêng nguyên con. Xe này là sang tên hết phải không chị? À. Giấy sang tên hết. Đấy, em quay vào máy rồi cho mọi người coi này. Riêng nguyên con nha mọi người. Xe này riêng nguyên con này, đó. Đây, quay bên con này này. Con 66 này cũng đẹp này, đó. Khá gì đẹp nha mọi người. Rồi, đến con bên này sao chị? Cái máy. Cái máy. Đâu không bán phải không? Cho, bao. Con này đã bán rồi, khách đã đặt tiền rồi. À, con này đấy mọi người thấy chưa? Tức là anh ấy để mà rất nhiều người thợ tới mình tới chị cũng đợi mãi mới tới lượt mình làm á. Con này là con 6 mấy đấy chị? Đây là 67 nhưng mà khách đặt đặt tiền rồi. Vâng, con này xe 67 khách đặt tiền rồi chị. Thì nó cũng đẹp ha, mà cái đèn xi nhan nhiếc đồ đấy làm cơ bản thì xe nó có làm đồng mọi người, nhưng mà cái chất gì nó vẫn còn đấy mọi người. Mới con xe á mà nó xấu rồi á làm nên không được đâu, mới con xe nó còn chất, nó còn đẹp á thì mới làm nên được mọi người. Rất gì khó đó. Như con đây, còn rồi. Con đây sao chị? Con đây là SS 50 là cũng là dòng 67 á. Con đây 35 triệu. SS 50 67 35 triệu. Đó, em quay cận cảnh vào đó cho mọi người xem, mọi người biết. Mình đi quay á, mình đi được Bắc Trung Nam cũng hay. Thì người bình luận bảo mình tiền làm gì mà bỏ ra trăm mấy 200 triệu, 300 triệu mua xe cho mọi người ạ. Khi mà đã đam mê rồi thì giá nào họ cũng mua hết á, chứ không phải nói, quan trọng là thích ở trong cái mắt thôi. Còn con này sao chị? Con đây 25 triệu em. À, con này 25 triệu hả chị? Con này là biển số hết Gia Lai này, biển số toàn bộ là Gia Lai hết. À, biển số thành phố Pleiku Gia Lai mọi người. Người xem có hội 67 Gia Lai ấy, anh là anh tên anh Khôi, nhưng mà anh bị bẩm sinh bị điếc nhưng mà nhiều người biết đến anh lắm á. Đây các bạn, còn con này sao chị? Con đây là có khách đã đặt tiền rồi. Con đây là đam nhưng mà có khách đã dặn rồi. Con đã đam á chị, giới thiệu sơ quá con này được không? Con đây là riêng nguyên con luôn. Đời bao nhiêu đó chị? 78. 78. Con xe đời 78 mọi người. Còn con đây thì con đây là khách cũng dặn rồi. Ba ơi. Bán là xe khách dặn bán rồi mọi người. Cái đây cũng dặn rồi. Okay, chứ. Con Mavic 3 đó giá 25 triệu em. 25 triệu. Con này giá nó cũng mềm à, dễ chơi ha. Con này tính ra giá nó rẻ mà cái Ford Vespa này đẹp này, em chắc con cũng phải kiếm một con Vespa này để chơi này. Trai ơi, anh trai, sẵn anh review con 77 bên cạnh đó cũng giá như vậy luôn á. Ok, thế có cái bạn đây này các bạn. Bạn đi, tới sửa xe. Tới sửa xe. Nhưng mà bạn cũng muốn bán luôn. Bạn muốn bán đây, con này là Vespa, bán 25 triệu, số điện thoại bao nhiêu? Nói chỉ liên hệ chỗ cũng được anh. À rồi, ok, con lên thì mình tí mình để số điện thoại của anh Khôi ở trên phía bên trái của góc màn hình á, mình để số điện thoại anh Khôi, có gì các bạn liên hệ. Rồi thì bây giờ mình mời vào các bạn đây, nói có máy, nói sách máy có chính thì vào trong đây có một cái số cái bạn fan của anh ấy. Đây cái rim đây. Con rim này thì đời sao chị, năm bao nhiêu như thế nào? Đời rim đây chín mấy 97. Cái đây khách đã cũng đặt tiền rồi. Con này rim Thái, khách là tiền khách. Hết dịch là khách ở Hà Nội mua. Con này bao nhiêu tiền chị? Con đây 50 triệu. 50 triệu cũng khá đẹp nhỉ. Đây. Đinh nguyên con. Cái đèn xi nhan này với cả so với con cúp ES 100 của nội địa Nhật Bản á là nó màu đen, còn con này màu vàng. Đây niền rồi, tâm nó còn rin nguyên nha. Dạ vâng, niền tâm còn rin. Xe này cũng khá cưng đó mọi người. Hết dịch là khách lấy có xe khách chuyển đi Hà Nội. Xe dream á các bạn, xe cả tỷ cũng có. Mà xe mấy trăm triệu nó tùy theo chất xe mọi người ạ. Như con xe này mà 50 triệu á, theo mình thấy là nó
hợp với cái giá với cả cái chất của con xe đó, căn bản là cái chất xe bao nhiêu, xong rồi mình nhìn nó có hợp với cái giá hay không. Thì bây giờ mình mời các bạn vào trong xem mấy cái đây, con có rim đây nữa em. À, con đây chị bán ạ? À? Con đây 25 triệu. À, con đây 25 triệu, đầu nồi rồi bốc chưa đây, cái đây có làm sơ rồi nhưng mà có nhiều cái đồ nó hơi bị lai cho nên là giá nó mới mềm 25 triệu. Như cái này là cái bô này là lô này các bạn. Đúng rồi, như cái con bô này, bọc sên đây cũng bị lô. Dạ, bọc sên là lô nhưng mà đi cái tầm tiền nó này nó nhẹ mà các bạn. Giá thì 25 triệu cũng được mà, để chạy được một con kim thái thì nó ok mà. Bây giờ mình mời các bạn vào trong đây xem anh Khôi cái giải thưởng đồ nhiều đấy các bạn. Giờ chị giới thiệu sơ qua mấy cái này của anh ấy cho em được không? À, đó, chị giới thiệu mấy cái này thì những cái năm nào? À, năm 2012 có báo của Vietnamnet có có đăng ảnh lên rồi có giới thiệu về ảnh, ảnh tham dự hội xe ở ngoài Hà Nội. À, thế như cái con 67 này sao? 67 đó là chị cũng bán đi Hà Nội rồi. Như con này bao nhiêu tiền chị? Con đó hồi bán 70. 70 mà lâu chưa chị? Bán này 300. Không phải, 70 ạ. Bán nay cũng 4 năm rồi. Dạ, dạ. Đây, các bạn con đây. Là có này, các bạn nhìn này. Xe độ của người thợ máy cầm điếc Gia Lai. Đó. Đây, các bạn đọc này. Đấy, cái anh này là anh bị cầm đấy. Còn dây à, mấy cái xe đây là anh độ anh được giải cho nên là anh cũng bán rồi. Dạ, mấy con này độ bên đúc này. À, anh bán rồi. S50 này lấy được cung đường S50 này đấy. Đây. Đây có cái đây hôm bữa thi ở ngoài thành phố Cam Ranh. À, đây Cam Ranh được, được giải ba. Anh đi sâu được giải ba nha mọi người. À. Đó. Rồi thành lập Đà Nẵng rồi gì nè. À. Xe sắp phải cổ Gia Lai này. Ôi ô. Anh cũng đi giao lưu các tỉnh. Đi được lưu điểm bao nhiêu năm này. Con Tum này, Tân Phú này, Bình Định này, Sóc Trăng này nha mọi người. Có cái lưu niệm của Sóc Trăng này mọi người. Đây lưu niệm Sóc Trăng này, Bình Thuận này, Kiên Giang, ôi dạ, mấy tỉnh miền Tây này, Phan Thiết này. Rồi cái đây là lưu niệm của Gia Lai này, hội 67 Việt Nam này các bạn đó. Như con đây. Nó hội 67 Việt Nam đó mọi người. Đây có cái đam đây chứ mà cũng không có bán. À, cái đây là để ở nhà đi. Cái đam này để cho nhà đi này các bạn. Thì nói chung là clip của mình review xe tí nữa, mỗi con xe mình sẽ lấy ra mình quay chi tiết từng con trong review xe cho mọi người. Chị em mình đứng đây tí trong sáng nhỉ. Đấy, thì tí nữa cho cái dàn xe mình sẽ mượn xe ra để quay từng chiếc cho mọi người xem. Hôm nay mình quay sơ bộ tổng thể những cái xe của anh có. Thì chị cho em xin cái số điện thoại của cửa hàng mình để ví dụ mà anh em người ta cần thì liên hệ được không chị? Được em. Số điện thoại bao nhiêu chị? 0935 573884. À, đấy là cái số điện thoại của cửa hàng ấy chị. 0935 573884 nha mọi người. Mình sẽ để link số điện thoại ở trên màn hình nhé, mọi người liên hệ. Có gì liên hệ cứ liên hệ với chị. Chị biết rất nhiều đời xe nha mọi người. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi kênh của Xế Cỏ Trường Vlog. Thì nếu mọi người thấy clip hay thì nhớ like, subscribe, đăng ký kênh cho mình. Đăng ký cho mình một subscribe để mình có động lực làm thật nhiều xe. Đợt tới thì chắc có dịp mình sẽ ghé ở trong Sài Gòn quay xe tiếp nha mọi người. Mình mới ở Sài Gòn về xong là lại chắc là phải đi Sài Gòn quay tiếp. Mỗi lần đi quay nó hơi cực đấy. Mọi người cố gắng đăng ký kênh cho mình để mình có động lực thật nhiều làm clip thật hay cho mọi người xem mọi người. Xin chào mọi người. Dạ. Ok, thế cảm ơn chị nhiều nhá. À rồi, dạ, cảm ơn em. Okay.